Thưa quý vị, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ Giao thông Vận tải sẽ vẫn tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại việc bố trí các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên toàn quốc. Phó Thủ tướng yêu cầu, cùng với việc rà soát, phải có phương án giải quyết thỏa đáng quyền và lợi ích của người dân, khu vực lân cận các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ. Nếu trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, Bộ Giao thông Vận tải sẽ đề xuất biện pháp xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phối hợp với Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân các địa phương có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi cố ý gây rối an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn. Trước đó, theo phản ánh của báo chí và người dân, tại nhiều địa phương trên cả nước xảy ra tình trạng người dân không đi cầu đường được đầu tư theo hình thức BOT nhưng vẫn phải trả phí. Ngoài ra, tình trạng dày đặc của các trạm thu phí hiện vẫn chưa được xóa bỏ, cho dù theo quy định của pháp luật, các trạm không được đặt cách nhau dưới 70 km.